Đi đâu rồi? Đi về à? Đó. Về 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 không có thể về được. Nó sao có lâu lâu vậy anh? Bạn nhiều quá. Rồi, hello anh em nha. Và có chiếc xe khách hàng mang vào có nhu cầu làm lại chìa khóa FOB, thì khách hàng gọi là chìa khóa remote thôi, thì cho dễ hiểu. Thì vô vào tình trạng xe không xoay được đúng khóa này thì FOB mất, và mình sẽ vô trong cửa hàng sẽ lấy một thiết bị FOB là remote ra này. Thì đương nhiên khi mà mình chưa cài đặt thì đương nhiên sẽ không mở được. Mình sẽ bấm này ạ, đúng không? Toàn ở chế độ màu xanh đây ạ, chế độ màu xanh, nhưng núm khóa vẫn tìm đầu xe vẫn không kêu. Vậy thì Toán sẽ dùng sản phẩm EasyKey để đọc mã ID và đồng bộ FOB và SCU cho khách hàng. Đây ạ, anh em nhìn kỹ ạ, chế độ màu xanh nhưng xe vẫn không tìm được, và đồng thời núm khóa cũng xoay được ạ. Và chúng ta sẽ đồng thời tiến hành rút SCU trên xe ra. Rồi anh em xem luôn ạ, mình sẽ làm ở đây ạ. Rất cứng đây ạ. Cái này được mang ký hiệu K77, đúng không? K77 đây. Và chúng ta sẽ tiến hành vào dùng thiết bị EasyKey rất nhỏ gọn ra đọc để lấy mã ID, và đồng thời khách hàng có nhu cầu vào xóa luôn chìa cũ đi, và chúng ta sẽ tiến hành dùng máy ạ. Thì chúng ta chỉ cần một cái bình điện đầu tiên ạ, để đây hay để dưới cũng được ạ, và dùng một thiết bị rất nhỏ gọn, một túi sắt rất tay rất nhỏ này thôi, và EasyKey để chúng ta tiến hành lấy mã ID và thêm FOB ạ. Đây chúng ta sẽ khui bì. Chà rồi. Và đồng thời trên này có rất nhiều cáp và máy, chúng ta sẽ để máy ở đây tiến hành làm trên ghế luôn, bởi vì rất nhỏ gọn, ở chỗ nào làm cũng được. Đang làm chút. Và chúng ta chuẩn bị đơn giản thôi, không cần nhiều. Một thiết bị rất nhỏ gọn, EasyKey, và dùng một sợi cáp được mang ký hiệu EK7, EK07, SP02. Chuẩn bị lên ghế rất gọn gàng, chúng ta không cần phải bàn làm việc rồi cho nó phức tạp và phiền phức gì ạ. Và tiếp tục một sợi cáp đọc của SH và B-Sheet cũng mang ký hiệu SK07, SP01, và dùng một dây nguồn để chúng ta kết nối với bình ắc quy và thiết bị máy để chúng ta tiến hành đọc key. Rất dễ dàng thế thôi anh em xem.
chúng ta sẽ mượn bình âm và dương ắc quy kết nối với máy ạ. Máy này máy biên bản mới 3.0 và trong này có rất nhiều chức năng nha anh em, rất nhiều chức năng cho anh em đọc thoải mái luôn. Mình sẽ quay cho cam nét lại chút xíu ạ. Hơi bị lóe ánh sáng nhỉ. Đây ok vào đây. Cái này chức năng lập trình khóa điện tử, điều chỉnh audio, nạp nâng cấp phần mềm ECM, giả lập tín hiệu ECU và thông tin của EasyKey. Chúng ta sẽ chọn số mục số 3, số 5 ạ. Thông tin. Thông tin này là thông tin phiên bản mới nhất là 3.0. EasyKey. Thì chúng ta đã có phiên bản 3.0 thì chúng ta xin phép được đặt máy trong đây. Và chúng ta chỉ cần việc đơn giản tiến hành đọc key ạ. Tuấn sẽ hạ cam một chút xíu cho nền nét để anh em thấy ạ. Rồi ạ. Chúng ta sẽ tiến hành khui hộp. Để cầm hộp. Rồi chúng ta sẽ khui hộp lấy cái thiết bị gì nhỏ gọn cho cái nãy này khỏi gáy nha anh em. Đây ạ. Đúng không? Rất dễ. Tả ra. Và trước khi kết nối với SCU chúng ta có thể đọc qua sách hướng dẫn để chúng ta cắm cho đúng vị trí ạ. Đúng không ạ? Đấy, rất rõ. Chân màu đen, hàng thứ ba bên dưới, ngoài cùng, đếm từ trái. Và chân màu đỏ, ngoài cùng bên tay phải, hàng thứ ba. Và chúng ta nhớ là cắm cái dây màu vàng ngay vị trí gần vi xử lý để cho nó ổn định để chúng ta đọc key. Đây, sắp để này và chúng ta để nhìn này luôn ạ. Đấy, phần như vậy thì chúng ta sẽ kết nối ạ. Chúng ta sẽ cắt nối để đọc ID trong này trước ạ. Tiến hành. Đây ạ, xoay ballast vào đây ạ. Cái này anh em có thể thấy ok hơn ạ, đúng không ạ? Hàng số 3 bên dưới. Chúng ta đầu tiên sẽ cắm que đen vào đây. Đúng không? Bởi vì chân 1, chân 2 bỏ. Đấy, chỉ có chân này thôi. Thì chúng ta cứ chọn chân ngoài cùng bên tay trái, đúng không? Và ngoài cùng bên chân phải. Chúng ta kết nối. Rồi ạ, chắc chắn vào ạ. Chuẩn xác vào ạ. Chậm một chút xíu không sao. Tuấn sẽ làm chậm nhất để cho anh em coi. Rồi chúng ta đã tiến hành đã xong. Thì chúng ta chỉ cần để nhẹ xuống đây thôi. Và kết nối với máy để chúng ta đọc key rất đơn giản. Không có gì phức tạp, rất nhỏ gọn, không cần phải bàn làm việc gì hết. Đa năng, kể chúng ta tới nhà khách hàng có nhu cầu chúng ta có thể dùng và đọc luôn ạ. Đây là phiên bản 3.0 ạ. Ta bấm ok đi ạ. Và chúng ta sẽ chọn ở hạng mục lập trình khóa điện tử. Honda Smart Key. Chúng ta chọn SH.
nó hay bị mờ nhỉ, Tuấn chỉnh cam một chút. Đúng nét rồi đấy, đúng không? Lấy lại hình ảnh SH125-150 đấy ạ. Chúng ta sẽ bấm OK. Và trong này chúng ta sẽ đầu tiên sẽ đọc key trước ạ. Chúng ta sẽ giữ đúng mối mối hàn để chúng ta đọc key tiến hành. Cắm đúng vị trí ạ. Nếu sai chúng ta có thể đọc lại, không sao hết ạ. Rồi, chức năng này đọc key và SCM ID trực tiếp từ SCU, chúng ta chọn OK ạ. Sử dụng cáp kết nối Honda Smart Key EK07SP01, yêu cầu Easy Key với SCU theo tài liệu hoặc phần mềm Motodata. Chú ý không chạm tay vào đường dây mặt điện của SCU khi đọc key ạ. Rồi, đang làm việc ạ. Rồi, chúng ta có thể kết nối bị sai, chúng ta có thể cắm lại không sao, bởi vì trời có đôi khi nó bị tối nhá, chúng ta cắm lại không sao hết. Làm thao tác dần dần nó cũng sẽ quen, bởi vì đôi khi nó tối chúng ta có thể cắm chập chờn và chúng ta có thể cắm lại một lần nữa, không sao hết ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành đọc key ạ. Không sao hết, 2-3 lần, 3-4 lần không được, chúng ta có thể đọc lại. Tay hôm nay làm nhiều hơi bị nhớt. Rồi, chúng ta vẫn không thành công, chúng ta có thể đọc lại một lần nữa. Rồi ạ, thử thêm một lần nữa. Không sao hết ạ. Để lấy lại nét cho ảnh, đúng không? Đọc key ạ. Ồ, xe này rất nhiều FOP trong này, on off đủ kiểu hết ạ, đúng không ạ? Và chúng ta chút xíu sẽ xóa bớt key. Đấy, khi chúng ta đọc được rồi thì chúng ta sẽ ghi ra tờ giấy là cái mã SCM ID 149281330 và chúng ta sẽ tiến hành vấn đề đây, tiến hành ghi lại cái ID ạ. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành ghi lại 149. Rồi, 281. Rồi, 330 ạ. Rồi, chúng ta ghi thành công và chúng ta để key ở đây. Đúng không? Đã ghi key rồi, chúng ta để lại đây để chúng ta tiến hành. Rồi, khi chúng ta tiến hành đọc được rồi thì chúng ta có thể thoát ra. Chúng ta vào chức năng xóa key, đúng không? Xóa bớt key đi ạ. Đây. Chúng ta sẽ tiến hành vào xóa bớt key trong SCU đi ạ. Bấm OK ạ. Rồi, chức năng này xóa key lưu trong SCU sử dụng khi SCU đã đăng ký 4 FOP. Chúng ta bấm OK. Rồi, sử dụng cáp kết nối Honda Smart Key. Rồi, cáp là mang ký hiệu EK07SP01. Thì đúng rồi ạ. Rồi, cắm nối với SCU ạ. Chúng ta tiến hành bấm OK. Yêu cầu nối EasyKey với SCU theo tài liệu
hoặc phần mềm Motorola. Chú ý không chạm tay vào SCU. Rồi chúng ta sẽ tiến hành xóa key 4 đi ạ. Đúng thấy không? Vậy là key 4 đang nô liền, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta xóa tiếp key. Rất dễ, key 3. Đã xóa key. Đó, rất ok, rất ok không ạ? Rất ok và rất dễ ạ. Tiếp tục chúng ta xóa thêm một key nữa. Key 2 luôn ạ. Đấy, rất ok. Đúng không ạ? Chúng ta đã xóa được key 2, key 3 đều là no hết rồi. Đấy, rất tiện lợi. Và có thể khách hàng lượng được FOB kia thì cũng không sử dụng được một chiếc xe này nữa. Chúng ta đã xóa khỏi danh sách trong SCU này. Và lúc đấy chúng ta chỉ cần rút kết nối ra để chúng ta thay sợi cáp khác để đồng bộ SCU và FOB. Rút ra. Và lúc này chúng ta sẽ tiến hành sử dụng một sợi cáp được mang ký hiệu FP07. Đây, FP07. Xem cho nét. Đây, FP07. Chúng ta sẽ tiến hành kết nối với SCU. Và thiết bị máy EasyKey. Rồi chúng ta cắm cho chắc ạ. Và tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng máy phát ra. Rồi lập trình không có xe. Còn bấm lộn rồi. Nó bị chóa màn hình quá. Bấm cho anh em xoay lại nha. Rồi, lập trình không có xe. Rồi, chức năng này sử dụng đăng ký. Và rất nhiều anh em trong ngoài. Rồi, chúng ta sẽ dùng cáp FP02. Đúng rồi. Tiếp tục chúng ta bấm OK. Rồi, đăng ký khóa FOP. Đăng ký thêm khóa, mất tất cả khóa thì đúng rồi, xe này mất tất cả chìa thì khách hàng mà có nhu cầu vô trong này làm chìa. Chúng ta sẽ chọn mất tất cả khóa, bấm OK. Thì máy EasyKey sẽ báo cho tất cả chúng ta rằng là chuẩn bị FOB mới cộng key. Đúng không ạ? Có thể bảo lãnh key trên thẻ nhựa những này mất hết ạ. Không cần thiết ạ. Và của FB đã bị mất key đọc từ SCU. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng ạ. Bấm OK. Bạn đã có key chưa? Thì key đương nhiên mình đã đọc, mình đã ghi sao chép vào trong tờ giấy rồi. Chúng ta tiến hành những bước như sau. Rồi, mời nhập mã ID mà chúng ta đã lấy được trong SCU. Vậy số 1 chúng ta chỉ cần chọn mũi tên đi lên. Đúng không ạ? Và chúng ta chọn mũi tên đi qua. Đây. Đi qua. Tiếp tục chúng ta sẽ nhập số 4. Đi qua. Chúng ta sẽ chọn số 9 ạ. Chọn bên dưới cho nó nhanh ạ. Số 9. Tiếp tục đi qua. Chúng ta chọn số 2 ạ. Tiếp tục đi qua. Rồi tới tiếp tục số 8, chọn bên dưới nhanh nhanh ạ. 8, tiếp tục chúng ta đi qua. Chọn số 1, đi qua. Chọn số 3. Rồi đi qua. Chọn số 3. Rồi đi qua. Số 0, mình không cần bấm, bấm OK ạ. Thì yêu cầu của máy khóa FOB off
led xanh qua đỏ. Led xanh chuyển qua đỏ. Rồi làm theo yêu cầu máy xanh qua đỏ. Tiếp tục chúng ta bấm OK. Rồi cái này EasyKey, thiết bị máy sẽ đọc trong thời gian rất chút xíu thôi ạ. Sẽ đọc ra lại cái mã ID mà mình lấy trong SU ra, đúng ạ, 14 ạ. Đang dò lại ạ, đấy 149 ạ. 2 ạ. Rồi số 8 rồi ạ. Sẽ dò ra đúng 9 chữ số 149281330 ạ. Đúng chưa? Rồi OK. Thì tiếp tục EasyKey, máy lại cho chúng ta biết rằng là yêu cầu FOB mới on led đỏ qua xanh. Đỏ qua xanh chưa? Đỏ qua xanh rồi, bấm OK. Đấy. Đồng thời FOB nháy nhanh khoảng vài cái là OK. Thông báo đăng ký thành công FOB. Rất đơn giản. Đấy. Và chúng ta có thể kiểm tra lại FOB sau khi đã đăng ký. Đây ạ, vào chức năng kiểm tra FOB và SCU ạ. Ở chức năng này để kiểm tra FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SCU, chúng ta bấm OK. Yêu cầu của máy EasyKey báo cho chúng ta biết rằng FOB cần kiểm tra là on the led đỏ qua xanh. Rồi, đang đỏ đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển từ led màu đỏ qua xanh ạ. Rồi, bấm OK ạ. Thông báo FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SCU. Đúng không ạ? Rất dễ. Và chúng ta sẽ tiến hành để dụng cụ máy móc trên đây và chúng ta tháo kết nối ra và cắm vào trên xe thử coi sao ạ. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kết nối với xe. Vẫn sẽ để máy xa một chút xíu và chúng ta sẽ ngắt kết nối với thiết bị EasyKey ạ. Rồi cắt máy ra gọn ạ, tháo SU ra. Rồi chúng ta sẽ lắp hộp vào ạ. Rồi kiểm tra những nắp cài này cho nó OK ạ. Và lúc ấy chúng ta sẽ tiến hành trên xe luôn ạ. Đúng không? Chúng ta sẽ cắm vào. Rất khó nếu các bạn không mở nhiều. Chúng ta cắm cho chắc vào. Rồi. Vậy lúc đấy chúng ta cắm cho chắc vào thì chúng ta sẽ đi tìm xe thử coi sao ạ. OK ạ. Đúng không ạ? Và chúng ta xoay đúng khóa có OK không ạ? Rồi vậy kết thúc thành công. Rất dễ cho những anh em nào sử dụng một thiết bị nhỏ gọn EasyKey thì chúng ta có thể đọc mã ID, tua đồng hồ, nâng cấp phần mềm ECM vân vân. Chúng ta đã làm thành công trên một chiếc HAC khách hàng mang vào có nhu cầu làm thêm một FOB và đồng thời dùng thiết bị sản phẩm EasyKey xóa luôn FOB cũ trong SCU. Đúng không ạ? Và chúng ta thử chống dắt ạ. Rồi.
chúng ta tắt chống dắt ạ. Chống dắt là nút ở giữa, có cái loa, nút hình chiếc xe ở trên này ạ, là tìm xe ạ. Đúng rồi. Ở dưới này là hình chìa khóa đang on, là chế độ mở, chúng ta tắt đi thì sẽ off chìa khóa ngay ạ. Đây ạ. Vô hiệu hóa rồi ạ. Chúng ta sẽ mở on chìa lên ạ. LED đỏ chuyển màu xanh ạ. Thì đương nhiên đúng khóa sẽ xoay được ạ. Và tất cả hệ thống FI sẽ hoạt động bình thường và chúng ta sẽ đề. Và kết thúc vấn đề cuối cùng là chúng ta lấy tiền. Rất đơn giản. Chúng ta có thể làm bất cứ ở đâu, có thể đi cứu hộ. Rất nhỏ gọn. Có cầm thoải mái trên tay để anh em mình đi làm ứng dụng trên thiết bị. Rất đơn giản thôi. Chỉ cần một cái kẹp kết nối với ắc quy và thiết bị máy, dùng một sợi cáp được mang ký hiệu SP02 và SP01 để chúng ta đọc key và chúng ta đồng bộ luôn trên máy. Chỉ cần cắm SCU trên máy thì chúng ta sẽ mở thành công. Anh em nào quan tâm về sản phẩm đọc key, nâng cấp nạp phần mềm, tua đồng hồ trên thiết bị nhỏ gọn EasyKey thì anh em cứ inbox cho mình. Rồi, xin chào toàn thể anh em ạ. Hôm nay mình đã hướng dẫn anh em cách đọc xóa key của những dòng ZH khi khách hàng mang vào có nhu cầu. Rất dễ dàng. Đây là mình quay clip rất chậm cho anh em. Còn nếu quen biết thao tác thì cái này chỉ cần tích tắc là xong. Rồi, xin chào mọi người, tạm biệt ạ.